Đây em đang được một con lẻ của mã 182 này anh em. Lẻ này là đang tầm bón luôn. Lẻ luôn. Đấy. Lẻ luôn nhé. Em rất cẩn thận đánh dấu cho nó ít mực xanh ở đầu. Đấy. Con này lẻ. Lẻ dòng 182 này nói chung là bình thường con đực của nó thì nó rơi vào khoảng 800. Nhưng mà con này theo kinh nghiệm của em thì khả năng là con cái. Thì em để giá cho anh em là 500 nhá. Lẻ 182. Kinh nghiệm thôi, tất nhiên là anh em nào đỏ thì vẫn được. Đó. Tỷ lệ cái cao hơn, đấy là theo kinh nghiệm của em. 182. Con này nó vừa gù xong. Vừa gù xong ra thổ bầu. Bầu bầu sấm sấm bám bám xong. Không biết con nào này. Nó vừa gù xong. À. Hồng bể phốt a, à, thế là như vậy là con này là con của đôi bể phốt. Con vòng hồng này. Đấy. Em ghi đây vòng hồng bể phốt này. Như vậy là con vòng hồng này nó vừa gù xong, nó là con trống nhá. Con trống đủ cườm rồi. Là như vậy là tông bổ phố, bể phốt là lên giọng rất đẹp. Nghe thấy giọng trực tiếp rồi chứ không phải gì cả. Con hồng này thì em để giá 1,5 triệu nhá. Đủ cườm rồi anh em. Nó mấy hôm nay em thấy nó gù. Thực tế em cũng không nhớ được cái da phả của nó như nào đâu. Nhưng mà tự nhiên là em nhìn vào đây thì em mới nhớ ra là cái đôi màu đỏ sẫm là đôi 182. Con đeo vòng đỏ sẫm này. Đỏ sẫm nhiều giống màu tím ấy. Đấy bên trong này kìa. Đấy nó dưới sàn này, là cái tông 182. Còn con màu hồng hồng này này. Hồng hồng này. Đấy. Thì là nó là cái tông bể phốt. Nhưng con màu hồng này nó đã gù rồi. Mới hôm nay nó gù mạnh lắm. Để cho các bác 1,5 triệu nhá. Anh em nào chơi một con đực lẻ thì anh em quan tâm đến cái clip này. Đó. Loại này nó có da phả nên ra là hai nữa là bây giờ nó gù mạnh mà nó ra giọng thì anh em không sợ sai chim nhá. Đấy ngắn gọn vậy thôi. Anh em nào tin tưởng thì cứ thế mà dùng. Anh em không tin tưởng thì cũng đành chịu thôi. Xem cho vui. Đấy. Ở đây được một đôi bón bón dòng còi đồng 11 này. Anh em nghe giọng bố mẹ. Đôi này là cũng bắt đầu thấy cứng cứng cổ rồi này. Đó, cứng cứng cổ một chút rồi đây này. Đang dầm bón. Bón được rồi, nói chung bắt đầu bón rồi. Đôi 11 còi đồng này anh em cực kỳ hay luôn nhá. Dòng này cực kỳ hay luôn. Đấy. Đây. Nó cũng khả năng là bón yên tâm rồi. Đấy. Một con nó có thể hơi nụ. Anh em nó đặt thì có thể là lùi lại khoảng 3-4 hôm nữa nhá. Đôi này em báo giá công khai là đang tầm bón này là 1 triệu. Còn biết mổ em để 1,2 triệu. Đấy, anh em nhá. Như vậy em lên được mấy clip thôi. Anh em mai em vào cái đây. Em vào cái nhà bên ngoài kia thôi, như em sẽ quay tiếp cho anh em.